chứ còn giường lớn là tôi phải nói là có căn rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới bà nha. Bây giờ về dồn lại vườn lan của mình coi quý vị, nhất là cái cây đơn thân này dễ thấy nè, hoặc là cây đăng rô cũng vậy, cây đa thân cũng vậy, như cây này nè của người ta lên ở trên ngọn này càng dài đó, nó đi hình chữ V, phải không? Còn của mình á, càng lên trên cái nó ngắn lại, nó đi hình chữ A, chết giả. Có không? Coi lại không? Từ từ lên cao cái lá này ngắn lại đó nè. Rồi cây đăng rô cũng vậy đó, cây này cũng vậy, lên tới gần cái đọt ra bông này nè, cái lá nó còn chút xíu à, thay vì của người ta nở ra vậy nè, thấy không? Ta lên đi từ từ lên trên nở ra theo cái quy trình, theo cái luật mà. Còn của mình ở dưới bự lên cái từ từ nó tay lại kỳ vậy ta, thấy không? Thành cái thông. Thì bây giờ nếu những cái cây đó thì các anh chị niệm Phật có tướng mê nhê cho nó là ngay tán lại đủ à, có không? Có làm ơn tứ vô đặt cho nay mai cái lá đọt sau cùng á, bây giờ cái cây đương lên đọt gì tự nhiên nó đương ngắn ngắn vậy nè, cái bây giờ quý vị thập mê nhê, quý vị tứ vô cái một cái lá mà đương nho nho lên nè, ra dài thì cái nó bỏ xa thành như này á, nó kỳ vậy đó. Thì quý vị thấy là kali vận chuyển nước, quý vị tưới nước vô không có kali là nước ở dưới gốc chơi làm thúi rễ thôi, còn nếu quý vị tưới phân không có magie, phân nằm ở rễ chơi quá 4 tiếng hồ thành axit làm cho cái rễ thúi chơi, có magie vận chuyển phân bón lên tới ngọn trong vòng 30 giây, bởi vậy cái ngọn nó mới mà nở ra. Như vậy nhiệm vụ thứ nhất của magie là vận chuyển phân bón thức ăn cho cây. Thấy chưa? Đó, đi học lớp đi, lên trên phê học, mua sách về học đi. Thì quý vị thấy ở đây có bao nhiêu em quý? Cái này canxi nitrat nè. Thì magie này thưa quý vị, nó không đòi hỏi các anh chị phải tưới nhiều phân, ngày tưới hai ngày nghỉ. Nhưng nếu một tháng quý vị lựa cái ngày nào trống mà không tưới phân này, quý vị bổ sung cho nó một lần. Rồi, nay mai quý vị coi cái đỉnh của mình này, cái cây của mình kinh đoạn như thế nào. Đây là tưới mấy gram? Tưới mấy gram đó thầy? Một gram một lít, mấy này không có tưới nhiều không? Nên là trong cái quy trình tôi có để bổ sung canxi, bổ sung magie một tháng một lần. Canxi mình cũng làm riêng hay là tưới phân vào? Nếu mà nay mai chỉ có tưới phân cá thì pha chung được, chứ còn không có pha chung với hóa học nó sẽ đóng cục, tôi nói trước nha. Chỉ pha chung với phân hữu cơ mà thôi, canxi tưới phân cá, ok. Bắt dầu luôn. Thở lên. Thì quý vị biết rồi, bây giờ thường thường magie thì quý vị mua magie đó là magie sunfat, tức như là magie kèm lưu huỳnh, là cái chữ S này. Tại sao? Thưa quý vị, nếu mà tưới magie không á, đi liên trần cây nằm đó. Bởi vì quý vị lưu huỳnh mà khi quý vị tưới vô nó lên trên ngọn nó nằm trên đó đó. Bởi vậy mà khi mà cái cây mà quý vị mà tự nhiên ra lá đọt sau cùng cái tự nhiên nó úa cái nấm nhổ lên vậy là quý vị coi không có lưu huỳnh. Thì nay mai quý vị mua magie sunfat, quý vị vừa tưới magie và vừa có lưu huỳnh để nó dẫn thằng magie lên tới ngọn, dẫn phân bón lên tới ngọn, hai thằng tương tác với nhau để dẫn phân. Chứ quý vị không nên mua magie riêng mà lưu huỳnh riêng,
mà quý vị mua magie sulfat, đây magie so tức là magie sulfat, 1 gram cho 1 lít nước, 1 tháng tưới 1 lần thôi, có ở trong cây của mình là quý vị yên tâm, quý vị tưới thân trong vòng 30 giây là các phân đó đã ở trên ngọn rồi. Đừng để uổng phân quý vị, đừng để nó nở ở rễ. Quý vị tưới thân mà nó ở rễ hoài thì quá 4 tiếng hồ nó thành axit, nó nhai 3 cái mô xốp của cái rễ mình hết, thấy không? Nó làm phân hủy, nó làm nhất định làm mau một giá thể nữa. Phải cho nó đi hết vô cây bằng cách là canxi rễ nhiều để đưa phân vô nhiều. Thứ hai có một magie dẫn lên tới ngọn, còn gì nữa là bàn cãi, đúng không? Nhắm con mắt lại là quý vị cũng thành công rồi. Còn mấy ông nào trồng mai á, cái nhánh ra ngoài về coi là coi cái chậu mai ra ngoài tới đọt cái lá nhỏ xíu quéo quéo về có bị nhê không? Nếu mà không có nữa cái lá nó bị vàng mà nó có gân xanh, về coi là cái mai mình, cái mai của ta cái lá về thòn của mình nó ngắn ngủn mà nó còn giỡn sống nữa. Sẵn thôn lan này tôi đá qua bên mai chút xíu dễ ở, để nay mai quý vị Tết có cây mai khủng nó chơi, đừng để nó vàng lá gân xanh nữa. Cái bệnh vàng lá gân xanh là bệnh thiếu magie. Mà bên phong lan mình không có vàng lá gân xanh mà chỉ có cái lá mà thiếu magie đó quý vị, dễ biết lắm. Ở ngoài đầu này nó trắng, ở trong này nó xanh, mà ở ngoài này nó nhăn. Ở này là quý vị mà lá già chứ không phải lá non nha, còn nặng nữa là trên cái đọt đó úa đó nè, mà lên phần đọt mà cứ thun lợ là thiếu magie. Thứ hai thì từ nay quý vị tưới magie quý vị sẽ thấy là dường như cái cây mình nó ít bị côn trùng cắn lắm thật, từ lá cũng vậy hết nè, nó dai nhét nè, mỗi lần cái lá mình tét ra cái nó ngon lành, bữa nay dựng nó rồi nhỏ không được, nó cứng nhét nó dai nhét nè, thấy nè. Thì thưa các anh chị, cái nhiệm vụ thứ hai của magie là làm cho da dày, tất nhiên là cái biểu bì cái lipid ở ngoài dày lên, thấy nè. Thì cái lá dày dai nhét giống như da tôi, làm sao con sâu con côn trùng con nhện đỏ nào mà cắn, đúng không? Bây giờ mình đủ chắc đi, phải không? Đấy, nhiệm vụ tiếp theo là làm cho da cây dày lên. Rồi một cái nữa nè, bây giờ về coi lại từ lá dưới lên trên, nhất lá già ở trên nó thiếu nặng không đó. Bây giờ cái lá già quý vị coi 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 đúng là từ đó thì mình có tứ nè, chắc chưa rồi. Thì cái lá già đó, cái lá của người ta nó xanh đều vậy, còn của mình không có đâu, chỗ xanh đậu lợt lợt, chỗ xanh xanh lợt lợt, nó không có đều, có không quý vị? Về coi lại, nếu cái tình trạng mới thiếu ít thôi thì nó biểu hiện như thế, còn nó thiếu nặng nữa là úa đọt, đọt thun đó nè. Đấy, còn mấy nước da, nước thân thiếu nhiều á, tự nhiên cái thân, nhất là mấy da thân này nè, đó nè, tự nhiên nó lên cái nó mập ra vậy, cái nó tét không cắn được đó nè. Hoặc là cái lá này tự nhiên cái nó chẻ hai, nó nứt ra nè, có không? Bởi vì về coi lại, bây giờ cái dễ nhất là coi coi cái lá nó xanh đều vậy không đó, mà cái lá mà nó chỗ lợt lợt, chỗ đậm đậm, nó loang lộ tùm lum lắm rồi, thiếu canxi dữ lắm, thiếu magie dữ lắm rồi, bóp vô cho tôi đi, để nay mai nó ra cây con. Quý vị coi cây con một lần thì tỷ, nhất là những cây đang rô dễ thấy, hay là cây cá la da cũng vậy, mỗi lần cái con mình ra giống như một măng này dưới này thì nó to to chút, cái lên lên nó nhọn nhọn vậy thôi. Nay mai quý vị ra cây con nè, nó lùn nhẹ dưới nó phì ra cục giống như là củ năng, cục giống như ông địa này, ở trên này nhọn chút xíu, chà cây con nó cao vậy nè, mốt nó thành cây nó dài rồi nó ra con. Mỗi lần mình ra con nó lên cao rồi mới ra rễ, không lên khúc vậy nó bọc kè ra vậy, dưới rễ nó phúng phúng
nếu đủ hai này rồi coi cái cây nó nhổ giò, rồi cây nó nay mai là cây đăng rô này lên cọng nữa, rồi lên thêm cọng nữa nó cao vậy, giống như cây mía thì phải giác, phải giác cây đăng rô phải giác. Bữa nào ghé giường tôi phải cho giác cùng tay vậy nè, cây đăng rô này nè, chứ không phải trồng tới đây thôi đâu. Mỗi lần cây quất cái 10 giòi, giòi nào giòi nấy dài thò này nè, trồng vậy đó quý vị. Bây giờ nói quý vị muốn rinh cây đăng rô vậy cũng khó rinh, không biết làm sao chở đi quẹt tùm lum hết trơn. Để mai tôi lấy iPad tôi chụp cho quý vị coi, tôi đứng thử coi nó cao hơn tôi không. Tôi là thước gần thước 7, thử coi nó cao hơn tôi không biết. Thì bây giờ cái công nghệ của mình thì nay mai tôi cũng muốn quý vị trồng vậy đó. Thì dưới điều kiện là các anh chị mình phụ gia. Tôi nói ví dụ như giờ NBK nó y như con người mình á, là cơm gạo trung lượng này nè. Nếu quý vị cho nó ăn giống như quý vị mình ăn là canh chua cá hồng lao cá kho tẩu, đánh ăn cơm mới nhiều, có này thì nó ăn ba cái NBK mới nhiều, đúng không? Còn vi lượng rau đó mình vậy thì tại sao mình không cho nó vậy? Đó nè, rồi chút xíu nữa đây di lượng quý vị mới thấy tuyệt vời. Mà vi lượng thì có đây, thấy không nè, nội ở trong cái rốt lát này không nè là cũng 6 em rồi, mà nhớ ở trong này 3% sắt. Đừng nói cái này không thôi, bây giờ cái bông mà quý vị mới nở hôm qua vậy, quý vị về pha này xe lít xịt vô coi, trời ơi mai coi nó lấp lánh giống như là cục kim tuyết vậy, màu nó đậm mà nó lấp lánh chiếu chiếu chiếu. Ở trong này nè, vừa rong biển nè, phân hữu cơ bằng rong biển đó nè, 60% vi lượng nằm ở trong này. Tại sao quý vị không xài, không biết đâu xài, phải không? Đấy. Rồi cái nhiệm vụ thứ ba nữa quý vị ghi vào là bổ sung lục nhiệm tố, nhiệm vụ của mình nhé. Là bên này quý vị trám những cái chỗ mà nó không phân giải đều lục nhiệm, cái lá chỗ xanh đậm chỗ xanh lợn, thằng mai nhê nó làm cái nhiệm vụ này. Cái thằng đạm tạo ra lục nhiệm, còn bổ sung thiếu bổ sung là thằng mai nhê làm. Từ nay quý vị tới coi, nếu tháng là bổ sung quý vị coi cái lá cây của mình nó xanh, từ xưa giờ vô ngó thấy nó vàng vàng, bữa nay nó xanh ta coi, rồi cái đỏ coi nó bóng lưỡng, sáng ra dồn vô nó bóng đó nè. Rồi cái con kiến nào mà vô phước đó nè, bò lên để ăn được bị ở trên cái cành hoa, thấy kiến bò lên. Mỗi lần thì nó bò lên tới, còn hôm nay tứ mà nghe vô cái nó bóng nó láng nha, bò lên gần cái trên cái anh tự anh trở cái trở xuống, tôi quan sát nha, anh trở xuống cái anh bò lên cái anh trở xuống nhà cái anh bò hoài, cái tôi nắm là tôi bỏ lên nhà mày chơi đi, bò hoài rồi lá tao lan tao lúc này không nhiều xưa nữa, nó không có nhám nữa, bây giờ nó láng nó không phải vậy mới được, phải không? Trời ơi, sáng ra dồn cái lá mình nó lì vậy, nó nhám xào vậy nè, làm sao mà được, phải cho nó bóng nó xanh. Thằng mấy thằng này nó làm chuyện này rễ ra ló cái đầu xanh giống như các kè mấy cái ổ điểm tự nhiên ở trong chậu ló cái đầu ra, trời ơi con gì ở ta không phải rễ đầu xanh ừ đó, phải làm vậy đi. Thì bây giờ tôi nói, bây giờ nói trên cái dông dài này đó thì nhiều khi là các anh chị về mà ở mình làm được đó nè. Thành thử là cái kiểu tôi hướng dẫn thì các anh chị đừng cười tôi làm vậy, thực tế cho miễn là sao các anh chị dễ hiểu dễ tiếp thu dễ làm, mình phải biết mình làm cái gì, phải không? Mà mình biết mình làm cái gì thì mình làm thành công chứ có gì đâu, chứ đâu có cần phải làm phải suy nghĩ biết được không ta, phải không nè? Thua làm cái tự tin rễ mày ngắn gì, trời ơi chuyện nhỏ mày muốn dài phải không, lấy cái xin phan vô cái hai ba bữa nó là khúc chuyện
đương nhiên là phải vậy rồi, chứ không phải là phép màu hay là bùa gì hết. Thấy không nè, đó là sự sống của nó. Nhưng mà tại vì mình không biết, mình không trang bị, không cung cấp, không bổ sung cho nó thì nó thiếu, nó không làm được. Vậy thôi. Từ xưa giờ các anh chị cứ mò mẫm đồ này nọ không, đó nè, nhưng mà toàn là đặc lắm. Rồi đứng cái sai này nó chồng cái sai khác là mình đi làm. Thấy không nè, cái mình bí, mình bí cái mình nản. Mẹ bà trồng lan khó quá. Thấy không nè, nhưng mà đâu có gì khó đâu. Rồi nay mai em vậy, đâu cây ớt trồng hay là cây mạnh trồng nói này nọ, sáng ra rồi nọ, trời ơi, bẻ ăn lặt nhắt. Sẵn có 13046 đó, kali đó, xịt cho mày cái, xịt lan còn chưa, xịt cho mày cái, nay mai nó ngọt cho coi. Thấy không nè, đó rồi mai nhê còn chưa, xịt cho mày cái già cây, già trái của mình, trái xoài nó dày lên. Làm sao ba con rùi đục mà nó đục vô, nó chích vô, nó đẻ ấu trùng trong đó mà có sâu. Da cái mặn, da vậy khui, làm sao mà con nào mà chích vô. Chỉ nó thiếu chất, nó mẫm thì nó mới chích, nó mới tấn công, để nó đẻ ấu trùng vô trong đó. Nó dùng cái trái cây mình để nuôi con của nó. Nó như trái vũ sữa vậy, bẻ ra đã đời cầm trời nương nữa. Trái đã quá ba, mở ra dòi ở bờ da nó bò lên, chút trời ơi, dám ăn không? Thì nó chích hồ nhỏ rồi. Thì mai nó có những cái để triệt những cái đó. Thì ngày mai mình vô nắm bình sâu rầy thì quý vị phải biết dùng cái gì. Không có chơi thuốc độc mà nha, thuốc độc ai dám ăn? Nè, bây giờ thuốc sinh học không ăn, không có mùi. Hồi đó là thuốc độc rồi, hô rình rồi ha, thuốc trừ sâu ha, xịt vô độc. Phải cách ly từ 10 ngày tới 7 ngày rồi nọ ha. Giờ không có. Giờ nuôi cá với xịn rớt với cá mặt nữa. Thấy không? Rồi gà vịt mình nuôi tự do rồi, con cháu mình ra rồi, nó rờ rãm cây lan mình, chậu lan mình không? Mình không có sao, sao không sợ. Chứ giờ tưới xong rồi là nọ là dân cái hàng rào. Ê tụi em cấm hàng rào rồi đó, tao mới xịt thuốc nha. Thế này gà vịt nó không thả được, rồi cá không nuôi được. Xịt ba cái thuốc kia chút xíu cái nó đưa cái bụng nó lên, không được. Nó thành thử ra bây giờ cái công nghệ bây giờ là mình vô sinh học. Vậy